bánh bèo này. Nhìn ngập quá cơ. Này, bánh bèo kia. Cầm lấy cái túi. Này. Chào con. Quyền túi này này, cầm hộ tí mà gấp đi. Chào các con nha. Rồi, chào các con. Hai chị đi đâu đấy? Này, hai chị đi đâu đấy? Đêm diễn đầu tiên của ca sĩ Phú Lê đấy. Diễn ở đâu đấy chị? Hải Phòng em ạ. Đi. Phòng em ơi. Cho đi theo với nhá. Let's go. Ok. Nay ca sĩ Phú Lê diễn ở tận Hải Phòng à? Rồi. Này em hâm mộ anh ấy lắm đấy. Đây này. Anh ấy tí cho em xin chữ ký nhá. Ủa em với theo hai chị này đi ra đây đấy. Xin chào tất cả mọi người nhá. Lên xe. Lên xe à? Đi. À rồi. Anh ngồi xe nào?